Hello, xin chào các bạn nha. Thì quý vị cũng biết chúng ta sở hữu một chiếc máy tính. Thì như quý vị hay sử dụng các phần mềm như là Word, Excel, rồi Photoshop. Ví dụ như thế này, tôi đang sử dụng Photoshop làm nè, gửi hình ảnh, thumbnail thế này. Rồi nhiều chương trình khác thì đó là chúng ta ở mức độ là ứng dụng thôi. Còn nếu như quý vị muốn can thiệp sâu vào máy tính và để trở thành những chuyên viên về máy tính, thì quý vị không thể nào bỏ qua được những cái kiến thức như là lập trình, rồi cơ sở dữ liệu, cấu trúc dữ liệu. Và ở cấp độ một người học về công nghệ thông tin, mà ở cấp độ như là lập trình viên hay là kỹ sư máy tính vân vân, thì phải trải qua lập trình. Thì tôi sẽ chọn ngôn ngữ lập trình C để hướng dẫn và chia sẻ cho quý vị trong những cái loạt bài hướng dẫn về công nghệ thông tin ở góc độ chuyên sâu. Nhưng mà đây cũng là cơ bản thôi, cơ bản để bước chân vào con đường gọi là thành kỹ sư công nghệ thông tin. Ngôn ngữ C á, thì quý vị thấy á, C thì mình nói được tiếng Việt Nam, còn tiếng Anh nó gọi là C, là một trong những ngôn ngữ lập trình nó lẽ là không có gì là còn xa lạ nữa. Nó có mặt phổ biến và được các nhà lập trình sử dụng rất là thông dụng. Hồi xưa tôi đi học cũng là C. Và nó được biết là ngôn ngữ lập trình mẹ đó quý vị, gọi là ngôn ngữ lập trình mẹ, là cơ sở của ngôn ngữ lập trình khác. Ví dụ như mình thấy PHP nè, hay là Java nè, hay là C# nè, nó cũng được viết từ C. Mang đến cơ hội tốt để mà chúng ta có thể cải thiện được việc làm trong thời đại mới. Thì nếu mà nói ngôn ngữ C á, thì nó đã được phát triển vào năm 1972 do một cái ông là Dennis M. C được phát triển để viết làm unit đó. Và C là ngôn ngữ được kế thừa từ ngôn ngữ B, được giới thiệu năm 1970. Thì ngôn ngữ C được chuẩn hóa vào năm 1988 bởi Viện Tiêu chuẩn Quốc gia Hoa Kỳ, nó gọi là ANSI. Và hệ điều hành Unix được viết bởi ngôn ngữ C vào năm 1973. Đó. Và hiện nay C được sử dụng rộng rãi trong các ngôn ngữ lập trình, ngôn ngữ lập trình hệ thống nha. Và C là một cái ngôn ngữ là hầu hết các ứng dụng lớn có sự kế thừa đều triển khai từ C. Hệ điều hành Unix là hệ quản trị cơ sở dữ liệu như là MySQL cũng được viết bằng ngôn ngữ C luôn. Thì nói cho quý vị biết một số cái như vậy để quý vị được hiểu thêm. Thì nói dài quá sợ quý vị không hiểu hết thì cứ nói vậy đi ha. C là rất quan trọng, cứ đơn giản vậy. Thì tại sao học C? Để gì? Chúng ta hiểu rõ hơn về máy tính, hiểu sâu hơn, rồi giúp học các ngôn ngữ khác dễ dàng hơn, giúp đánh giá các ngôn ngữ khác tốt hơn. Rồi ngôn ngữ C được áp dụng cho các ứng dụng và những dự án độc đáo. Học thì quý vị học kỹ cái này, quý vị sẽ có cơ hội kiếm việc làm tốt hơn. Ngoài ra thì nếu như ai thấy rằng ngôn ngữ C là khó học thì quý vị học có thể là Python cũng được, nhưng mà tôi khuyên quý vị nên bắt đầu từ C. Và ứng dụng C cũng có thể được dùng để viết trong trò chơi và thiết kế đồ họa nữa quý vị. Thôi thì nhiều lắm, nhiều lắm, nhiều lắm, nhiều lắm, nhiều lắm, nhiều lắm. Giờ thôi bắt đầu chúng ta sẽ tìm hiểu về nó nha. Để học C á, thì ngày xưa thì chúng tôi viết trên cái các ứng dụng là trên DOS như là Turbo C hay là Bọt Lan C. Bây giờ thì quý vị có thể cài trên Windows. Thì trước khi đi vào chia sẻ thì tôi sẽ cho quý vị coi một viết nè. Đơn giản vậy thôi. Đó, thì từ từ quý vị sẽ hiểu được những dòng lệnh để nói gì. Giờ quý vị biết là C là toàn là lập ra những dòng lệnh thế này. Rồi khi chạy ra thì nó sẽ ra cái gì? Thì ở đây là cái này gọi là góc độ này gọi là code nè. Đó, code nè quý vị. Đây gọi là code. Thì khi mà code á, viết xong thì chúng ta sẽ biên dịch nó gọi là compiler. Quý vị coi nè, compiler. Đó, những F chính thì nó sẽ biên dịch ra nè, vì coi nè, nó sẽ biên dịch ha. Thì sau khi tôi đã compiler nó biên dịch ra thì nó sẽ ra cái file hello ese nằm trong cái chỗ này. Đó, vì coi nè, output ra đây. Đó, thì sau khi biên dịch xong nó ra cái file hello ese, nó in cái chữ hello world, quý vị thấy có đàn không? Hello world. Thì cái quy trình là viết source code, biên dịch, rồi ra chương trình. Đó, nó từng bước như vậy thì từ từ quý vị sẽ hiểu. Thì để học ngôn ngữ C thì tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị cách để cài làm sao được cái phần mềm nó gọi là Dev C++ 5.11 này trên máy tính quý vị.
quý vị cài, quý vị lập trình ra cái bài đầu tiên này, rồi chúng ta sẽ chạy thử, rồi chúng ta sẽ qua cái bài tiếp theo, càng ngày càng đi sâu vào nó nha. Thì để sử dụng cái ngôn ngữ C này á, thì quý vị sẽ lên trên google.com, quý vị sẽ đánh cho em cái chữ này đây nè, C cộng cộng download ha. Đây quý vị sẽ vô trong mục này, nó sẽ ra dòng này làm cái gì, đánh này xong nha, gõ này lên nó sẽ ra này, quý vị chọn vô cái đường link vô cái trang web này, quý vị sẽ thấy nó có cái mục ở đây là download, quý vị nhấn vào đây download về đó, nó sẽ đến nó download về, download về máy tính ha. Thì khi nó hiện lên thì nếu như máy tính của quý vị không có cài chương trình này diệt virus đó, thì sẽ không có hiện này, nếu mà máy tính mà quý vị có đó thì quý vị sẽ chọn nút skip. Tôi tin rằng nhiều máy tính không có, còn tôi có cài chương trình chống virus cho nên là tôi kỹ lắm, cho nên phải nhấn skip. Chờ download cái này về, download về bút máy mê rồi, chờ download xong xuôi hết đi rồi chúng ta sẽ cài lên như quý vị nha. Đây quý vị chờ đợi, nó sẽ tải cái phần mềm về tùy theo tốc độ của internet của quý vị, nhanh hay là chậm tải về ha. Cái này thì cũng dễ làm thôi. Nó sau khi tải về xong thì chúng ta sẽ lít chuột vào trong cái file này. Nó sẽ hiện lên cái bảng này, chúng ta nhấn Z cho nó cài cái software này về. Coi như nhiệm vụ của ngày xong, tắt xuống. Rồi, bạn nhấn đây là OK cho nó cài tiếng Anh ha, nhấn đây chấp nhận nha. Nhận. Cài nó cho nó cài hết đi, rồi nhấn đây. Thì cho nó vô cái ổ đĩa C này, cho mặc nhiên luôn. Rồi, quý vị chờ cho nó cài lên máy mình. Này dễ ẹt đúng không? Đâu có gì đâu khó, lít chuột thôi mà cái gì. Thấy không? Để học C này thì tôi nghĩ quý vị ít nhất cũng phải có một cái kiến thức cơ bản về máy tính, rồi cũng có kiến thức cơ bản về toán học chút xíu ha. Rồi nhấn finish, nó sẽ chạy luôn phần mềm này. Nhưng mà khi chúng ta cài xong á, ta thấy nó có cái icon gì nè trên desktop của quý vị đó, trên màn hình quý vị có cái icon giống vậy đó, quý vị nhấn finish. Khi quý vị chạy xong á, chạy xong cái phần mềm mà sau khi chúng ta cài ấy, thì nó ra cái giao diện giống vậy nè. Coi vậy chứ nó cũng nhiều cái độc chiêu lắm nha quý vị nha. Thì bây giờ tôi sẽ mô tả cái quy trình của C nó chạy cho quý vị hiểu. Đầu tiên chúng ta sẽ viết những cái code. Code ha. Là những dòng lệnh thôi. Sau đó chúng ta sẽ qua trình biên dịch. Nó dịch ra cho mình một cái file .exe. Quy trình lập trình nó vậy đó, viết code dịch xong ra chương trình chạy, thấy vậy chứ không phải dễ đâu, viết sai từ lưa là nó dịch không được là khỏi chạy luôn, hoặc là nó dịch ra tầm bậy, nó ra tầm bậy, nó chạy tầm bậy tầm bạ. Thì để test thử coi cái chương trình này nó ok chưa, tại vì chương trình này nó vừa là để mà viết code vừa biên dịch luôn. Thì tôi có để một cái đường mô tả dưới á, dòng mô tả nó có một cái đoạn, có một cái đoạn thì quý vị có thể copy về, nó ra giống vậy nè, quý vị cứ copy hết tất cả những cái dòng mà từ cái chỗ cái dấu thăng này nè ha, cho đến cái dấu hoặc này, quý vị cứ copy về đi, em để cho mô tả nó copy về rồi thả vô đây giùm em nha. New một cái file mới như này, new một cái file mới rồi ghi là cái file source code thôi nha, rồi quý vị dán vô đó, quý vị dán y chang vậy, đừng thắc mắc gì hết trơn, quý vị cứ dán đi, dán vô trong đây rồi quý vị sẽ chạy thử coi nó chạy được hay không, rồi chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. Những bài sau tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị là hiểu từng cái dòng lệnh này nó là cái gì, rồi tự quý vị sẽ làm chủ được hết tất cả các cái chuyện mà lập trình đó, không có gì khó chứ quý vị, dễ ẹt à. Coi như xong nha, rồi quý vị sẽ lưu lại, lưu lại ha, lưu lại thành một cái file đó, quý vị chọn là cái file C đó, C quý vị đặt giống như em nè đó, hello rồi ha, đặt ở đâu cũng được hết rồi, file C nha. Rồi bây giờ chúng ta đã, giống như chúng ta đã có cái này gọi là gì, chúng ta đã viết sụt rồi, sụt code đó, code đó ha, coi như có code rồi nè, code là những cái vậy thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ biên dịch, biên dịch thử nha quý vị.
Quý vị có thể chọn đây, lên ở chỗ này nè. Quý vị chọn cái compile. Compile nè ha, thì chỗ này gọi là F9 á, nhấn F9 vô. Rồi, nhấn thử. Nó sẽ chạy nè. Chúng ta cho nó thấy là không có lỗi, không báo gì hết á. Nó sẽ ra một cái chương trình là ESE. Đó, nó ra chương trình này nè. Quý vị sẽ thấy nếu như quý vị để thì nó nằm trong cái thư mục của quý vị, nó có cái file ESE này. Để chạy nó, quý vị sẽ nhấn phải chuột ở đây. Quý vị sẽ chạy bằng cách là run administrator đó. Quý vị sẽ thấy nó ra vậy. Nó ra vậy phải không? Đó, hello world nè. Nó ra nè, vậy là coi như chương trình chạy xong rồi đó. Rồi thì bài thứ nhất em đã vừa giới thiệu cho quý vị hiểu C là cái giống gì. Nó là ngôn ngữ lập trình nha. Và C thực chất là nó mang lại rất nhiều những cái hiệu quả nha. Và được ưa chuộng nhất không chỉ để viết phần mềm hệ thống đâu, mà nó còn được sử dụng rất là phổ biến làm phương tiện để giảng dạy. Rồi nhiều thứ hay lắm, quý vị từ từ đi quý vị sẽ thấy được cái tuyệt vời của nó nha. Và bài đầu tiên này quý vị cũng đã hiểu được khái niệm về C rồi nha, hiểu được cái cách làm việc của C rồi nha. Đơn giản nhớ vậy nè, code compile ra file SE chạy hết. Và quý vị đã hiểu được cái phần mềm nó gọi là dev C lết lết, đọc là C cộng cộng đó, có tôi nói đùa là C lòng cộng cũng được, C lết lết 5.11, để có thể vừa viết code vừa có thể biên dịch để ra chương trình chạy luôn tất cả trong một. Và cái dev C này nó còn hay lắm, nó còn có thể chạy được nhiều chương trình khác nữa, sau này học Java hay là học Python nhiều thứ lắm. Thôi thì bài đầu tiên vậy đủ rồi nha quý vị. Chúng ta sẽ qua bài thứ hai, đó là chúng ta bắt đầu một cái chương trình đầu tiên, viết một cái chương trình đầu tiên, rồi tôi hướng dẫn cho quý vị và chia sẻ với quý vị là từng dòng lệnh một nó nói lên cái thứ gì để quý vị hiểu. Thôi không sao đâu, không có khó đâu, quý vị từ từ từng bước một quý vị sẽ nắm được C và làm chủ được C thôi. Mời quý vị qua bài số 2.